Đây là danh bạ. Để coi số lượng anh. Yêu. Wow, thấy rồi nè. Chưa kịp xóa hả em? Không có. Anh yêu đó là ba của em á. Gọi cho anh yêu liền nè. Alo. Dạ. Ba ơi. Ờ. Có điện cho ba hả? Ờ, ba phải ba con không? Ờ, ba phải ba con không? Ờ, ba phải ba con không? Phụ huynh hoang mang đang đi xe ngoài đường. Tự nhiên con mình nó gọi điện thoại. Ba phải ba con. Dễ thương rồi, anh tin em. Là mẹ. Mẹ hả? À, mẹ anh hả? Điện thử xem. Bây giờ gọi mở tiếng lớn lên được không? Ok luôn anh. Không nghe nhạc là biết mẹ rồi. Rồi chắc là... Đúng, nghe nè con. Ờ, mày đang làm gì vậy mẹ? Mẹ đang ở nhà con cơm không? Dạ, xíu con về. Dạ, dạ, xíu con về, dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, với mẹ ăn thịt nè. Chỗ hai cưng quá đi. Yeah. Bây giờ mình gọi về nhà xin tiền mẹ mua quà bạn gái nè. Nay con vô được nấu ý ngon lắm. Đưa đi em. Người xin có tiền để, có để. Nhớ xin tiền nha. Alo. Alo. À, cuối tuần này á thì con có đi sinh nhật bạn gái con á. Mà hiện tại thì con trong túi con cũng hết tiền rồi. Dạ. Bữa con xin mẹ cũng hết tiền rồi. Thì mẹ cho con xin khoảng chừng 1 triệu đi. Để con mua quà cho bạn gái nhé mẹ. Bạn gái á? À, thì bạn gái mới quen thì... Bác ơi con là bác, là bạn gái mới quen của anh Tính Phong. Tính á. Chào bạn gái nha. Dạ. Ôi. Mẹ ơi, ôi. Mẹ ơi. Ôi, mẹ ơi. Ôi. Mẹ ơi, mẹ nhớ chuyển tiền cho ảnh mua quà cho con nha mẹ. Dạ rồi. Ôi. Dạ rồi, con chào mẹ, mẹ ngủ sớm nhá. Ba mày chuyển 10 triệu luôn chứ không phải 1 triệu. Ba chuyển 10 triệu cho chị 9 triệu nha Tính. Nha, công chị đó. Ngày mai chuyển tới nào em chuyển 10 triệu. Hay là giờ em gọi lại cho chị báo là mẹ ơi con có bầu luôn rồi. Không cần được 100. Ở âm lượng lớn nhất đi em. À, mẹ mẹ à, giờ sắp tới sinh nhật của bạn gái rồi. Cho con xin cỡ như là 30 triệu thôi mua chiếc xe máy cho nó được không? Chị. 30 triệu, 30 triệu. Chị. Mua xe máy tặng nó đi học chứ xe nó cũ quá rồi. Mày điên không vậy? Mày có bị khùng khùng mày bây giờ đi cho tao hiểu à. Bây giờ nó dễ thương lắm, bây giờ lại không có xe đi, xe nó tàn quá, bữa mày cũng thấy rồi đó. Mày đi về đi, tao nói chuyện chứ, giờ tao nói tao mắc cười quá. Tao nói tao mắc cười quá. Mắc cười quá không? Bây giờ mua xe đi, con nhẫn về, thiệt. Mày mua xe cái nhẫn về liền, chở chiếc xe với bạn gái về luôn. Mày nghĩ cái tiền học của mày có đủ tiền đóng mà mày nghĩ sao mày xuống lộn cuốn hả? Hả? Nào mày mới về. Nào có bao triệu mới về. Sao biểu mày hỏi mày giờ xong rồi xong mày không đi về? Rồi để Thinh hôn nó cái rồi về được không? Mày mở đầu mày coi coi. Ôi tối hù mày coi. Mày coi à. Ở đâu mà. Ở cái nơi nào cầm tối nó tối thôi. Ở cái nơi nào cầm tối nó tối thôi. Ở cái nơi nào cầm tối nó tối thôi. 10 giờ về cho mẹ lắm. 10 giờ nghe chưa? Rồi. Ôi. Ôi. Tao nói mày có nghe không? Mày, tao nói chuyện rồi mày coi giống mày không khùng vậy. Chứ con hả? Mày xin, con xin mày có 30 triệu mua xe mày cúng cho mày chửi con khùng hoài. Mày đang giỡn, mày đang hỏi với ai vậy? Con đang nói thiệt đó. Ở đâu vậy? Đi ra đi lấy tiền ra con. Trời ơi, vô coi hả? Đây. Rồi, giờ liền. Mày đi về mày bán tao đi rồi lấy tiền. Không? Dài. Mẹ anh có khó không anh? Em là mẫu gái lạ lắm anh. Em thì nấu ăn thì em cũng không biết. Đó. Mà làm việc nhà em cũng không làm gì luôn. Đó. Wow. Vậy rồi sao anh? Ừ, mẹ chê làm sao vậy anh? Không thì hôm nay có mẹ anh ở ngay phim trường. Wow. Xin chào chương trình ạ. À. Không sao, thật ra bây giờ như Vũ cũng không biết làm gì hết. Đối với mình á, mình không muốn con dâu về phải làm việc nhà. Bị áp lực. Đúng rồi, chỉ mong muốn là cái gì nó cảm thấy thích và nó hạnh phúc là được. Trời ơi, tâm lý quá chứ ồm cái quá, thương quá. Cô ơi, con nói là kiểu như là không phải là con không làm được, nhưng mà tại vì bình thường ở nhà là sáng con ngủ dậy là con đi học, con đi này nọ, cho nên là con không có làm việc nhà. Cái điều đó là cô nghĩ là đúng. Ví dụ tụi con biết được cái gì tụi con sẽ làm. Cô chỉ yêu cầu một cái việc là ngoan ngoãn lễ phép là được. Dạ, con cảm ơn cô. Chịu học là được nha. Mẹ dạy hèn chia con trai tài năng, đa tài quá chừng quá đó là đúng rồi.